Ông á, là Đức Khổng Phụ Tử có nói tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử thức, tố nguyệt giả do tha. Đây là cái kỳ nhận lệnh của bảy vị tổ Như Lai là đang thi thố. Bây giờ anh nói đệ tử của anh từ Đinh Lê Lý Trần Nguyễn của các tiền triều có hàng vạn vạn công chúa, có hàng triệu triệu hoàng tử tiểu thơ. Bây giờ đầu thai chuyển thế gọi là cái nhị thân. Cái nhị thân quý vị trở lại trong nhiều kiếp nhiều đời, bởi vì nói 100 con hồng lạc về nhà bồng lai tại sao lúc này, nghĩa là nói đúng hơn bên cả tổng bộ của nhà nước và nghĩa là tổng bộ của thượng thiên, tức là ông trời á. Cô không nói về cái gì mà ông trời ông ủy nhiệm cho nhà nước ở chảnh ông trời á, ông xây chuyển cái địa chi và của mẫu và cái thiên can của cha. Cái này là trời đất, rồi là bão tố vũ lộ thời tiết đủ thứ, rồi các bệnh, rồi các năng trí xảy ra, những nhà trí thức, rồi những tiên Phật thánh thần với Đức Quỳnh Nếu Chú là Long Hoa tiên Phật Đáo Ta Bà mà. Cả Phật là Phật giáo, tiên giáo và cao đài giáo, thích giáo, thiền lâm, cả 13 phái, bây giờ thêm cái phái thiên trường, cái phái thiên tâm nữa. Nó 15 giáo phái trên thế gian này, nó đi vào 30 cộng với 15. Ba cách am cốc tùm lum tá la cô ba để lại đời sau thì chỉ có người tu ở thôi. Tiền bá gia bá tánh cô nhận được, cô xây dựng chỗ nơi tu hành cho mọi người, cô đâu có để làm của riêng, sắm ruộng sắm trâu sắm nhà sắm cửa cho con cái đâu. Nên người trí biết mình đúng sai chứ đừng để cho người ta biết mình. Chào cộng đồng mạng đại chúng và chào tất cả hết tất cả các cư sĩ bên YouTube. Lẽ ra là hôm nay cô ba không có quay YouTube nữa vì có ông sư ổng kêu cô ba nghỉ quay, tháng ổng cho cô 500 đô để hưởng lạc, cô đến bữa nay là hên. Cô lên đây là chỗ cô để tu thiền. Nên nó cất rất là đơn sơ nhưng mà thanh tịnh, để cô ẩn cô tu, nên cô hứa với ổng rồi. Mà lại là cái lần đầu tiên hình như cô chưa có hứa được, mới lên thì ngay cái cô mới lên hồi Tết tới giờ, trong năm tới giờ cô mới lên bữa nay thôi. Thì bây giờ YouTube lại lên đông hơn hơn mà cô ở dưới nữa. Chắc có lẽ là thành, đầu năm mà các anh em cũng đến thăm viếng với cô ba đó. Thành ra cô cũng định là không có lên YouTube nhiều, nhưng mỗi tháng cô chỉ lên một lần hoặc hai lần thôi. Những cái gì nói nó đã nói hết rồi, thì ở hàng những trong tôn giáo của Hòa Hảo thì những vị cao đồ thần tí đã nói hết rồi, bên Phật giáo cao đài thích giáo thiền lâm hình như trong mạng cộng đồng nói quá nhiều và cô ba cũng nói quá nhiều. Bây giờ nó không còn thời kỳ nói nữa, mà thời kỳ này nó rút ráo là phải làm chứ không cần nói. Bây giờ nói đã nói hết rồi, giống như trường đại học á, mở ra từ tiểu học đi đến đại học, đi đại học thu học 3 năm 7 năm nó thành nghề như vậy, thì lúc này là cái lúc là cân đo thử thách cho người tu cư sĩ tại gia và cả tu sĩ. Bây giờ nó có ba giới hạn, từ là một là cư sĩ rồi tới tu sĩ rồi mới tới tăng sĩ. Mà tăng sĩ thì phải có đi tới thiền tông thì nó mới đắc đạo, nên lời thầy nói là tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi ta niệm quyết leo khỏi gần. Vì lòng từ bi thành ra đó, nghĩa là từ bi qua lực nhiệm sâu, độ con thắt chốn âu sầu trần ai. Nên mỗi người trong cái thế hệ này sắp xếp cái nghĩa là đại hội Long Hoa để chọn kẻ tu mi người hiện đức đặng phò chân Chúa, thì các cái tôn giáo từ năm 1849 khi Đức Phật Thầy Tây An thành đạo ra đời thì nói tiếp Đức Bổn Sư Phật Trùm Sứ Giải Bán Khoai, 12 ông đạo, 4 ông tứ giáo và cả nghĩa là thầy của cô là tiên trưởng Ngọc Thanh. Như vậy thì bây giờ đã có những cái tầng lớp cho từ cư sĩ, tu sĩ và tăng sĩ hành đạo rồi. Bây giờ nó đi đến lừa dưới lọc nè, lừa dưới lọc đặng coi cho thiên ý nè, chân lý lậu cơ trời thiên ý bày ra. Thiên lý không riêng mối đạo màu, gần truyền yếu lý đạo cao sâu, chuyển miền nam địa càng thâm diệu, lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu. Con người có tà tâm, có người đó lại nói với cô là có chồng có vợ yêu thương là tà tâm không? Cái người làm đạo nhiều ít gì đó mà mình nghĩ tối ngày không nghĩ vào cái tốt, để cái thanh tịnh để mình hành đạo đi đến một cái chỗ là đại đạo mở trí tuệ bát nhã ba la mật, mà mình thấy anh A chị C
à, chị này làm quấy, chị kia làm quấy, tối ngày chị nghĩ chuyện sằng xuyên là tà tâm. Dầu cho ở một giới nào cao đồ như thế nào, nó cũng lúc này sàng sảy, nó cũng phải rớt thôi. Còn kỳ này là tại sao năm nay vấn đề ông ứng bà nhận lên bà xuống quá nhiều, giống như hôm qua. Về tâm linh đó cô bác, chẳng hạn như bây giờ sao con thấy những cái vong linh đó, chẳng hạn như nam thì quấy gối nữ thì quấy nam, rồi thấy nó cũng lạ, không biết là do cái nghiệp duyên hay là do bây giờ trời mở quỷ dương xuống thế đó cô bác, cho nên là bây giờ sao mà nó nhiều cái phần đó quá. Nó có ba điểm. Một là sự ủy nhiệm của Đức Thượng Thiên, là của ông trời, của trời. Hai là ủy nhiệm của Như Lai. Ba là ủy nhiệm của Quan Âm. Bốn là ủy nhiệm của Satan. Satan là quỷ dương. Cô không dám dùng từ quỷ dương gì. Quỷ dương là ông trời cõi 33, là ông trời cõi, ông trời quyền lực và giàu có, tiền bạc vật chất. Nó đưa đây là cái kỳ nhận lệnh của bảy vị tổ Như Lai là đang thi thố. Bây giờ anh nói đệ tử của anh từ Đinh Lê Lý Trần Nguyễn của các tiền triều, có hàng vạn vạn công chúa, có hàng triệu triệu hoàng tử tiểu thơ, bây giờ đầu thai chuyển thế gọi là cái nhị thân. Cái nhị thân quý vị trở lại trong nhiều kiếp nhiều đời. Bây giờ nói 100 con hồng lạc về nhà Bồng Lai tại sao lúc này, nghĩa là nói đúng hơn bên cả tổng bộ của nhà nước, và nghĩa là tổng bộ của Thượng Thiên tức là ông trời á. Cô không nói về cái gì mà ông trời ông ủy nhiệm cho nhà nước. Ở chảnh ông trời á, ông xây chuyển cái địa chi và của mẫu và cái thiên can của cha. Cái này là trời đất, rồi là bão tố vũ lộ thời tiết đủ thứ, rồi các bệnh, rồi các năng trí xảy ra, những nhà trí thức, rồi những tiên Phật thánh thần với Đức Quỳnh Nếp. Chú là Long Hoa tiên Phật Đáo Ta Bà mà. Cả Phật là Phật giáo, tiên giáo và cao đài giáo, Thích giáo, Thiền Lâm, cả 13 phái. Bây giờ thêm cái phái Thiên Trường, cái phái Thiên Tâm nữa. Nó 15 giáo phái trên thế gian này, nó đi vào 30 cộng với 15. Như vậy thì hôm nay là các triều đại trở xuống, như đời nhà Lê, công chúa nhà Lê trong tiền triều ông Quang đó, thì bây giờ ông vợ ẹt đi nữa, thì cấp đó là các cái căn trở lại thì cũng quy theo ông thầy đó. Nó sao mình không thích, mà ông thầy đó ông lại ở đông, hay bà thầy đó mình không thích mà lại đông, hay là nhưng cô ba người ta nói cô dữ trời lắm, nó quá trời nói. Nhưng mà cô hỏi có xưng chú xứ không, cô là nhận điển, cô là tắc ý thôi. Từ một vị nào đó, khi bây giờ văn chương thì là từ Thượng Lục Hạ Bát nè, Ngũ Ngôn nè, Tứ Tiệt nè, rồi là Thất Ngôn Trường Thiên, Bát Ngôn Trường Thiên, và là những cái văn từ đó, thì Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài đắc đạo, miệng nhít môi đầy văn, tao nhã hạ bút thần thơ đã đề khai. Người đắc đạo bên tiên đắc vô thinh văn, thì các cái vị văn thơ nó có, không phải đó giỏi, nhưng mà người ta đắc vô trong đó. Giống như em học về trình độ của nhà văn hóa thì em hiểu về văn chương, ca sĩ thì hiểu về bài bản. Còn những người làm việc như là võ tướng đi ngoài trận để hồi trước giờ trở lại, thì những vị này rất là giỏi trị bệnh nhưng không biết văn chương. Như vậy thì người này biết văn chương chê người kia, người kia biết võ chê người nọ. Như chúng ta đều đi lạc pháp hết. Chúng ta nói nằm chánh pháp, chúng ta có làm chút nào đâu mà chánh. Vì chánh pháp không có được, nghĩa là thầy nói rõ ràng, dạy một câu của thầy dạy từ ly từ tí mà chúng sanh không hiểu. Và bây giờ còn lúc này là còn rút thẻ phạt chứ không còn phải dạy nữa. Là thầy nói rõ ràng, thầy nói chuyện người chớ móc chớ môi, hãy đem gương thiện mà soi lấy mình. Sau mình lại 5, 3, 7 người không nói là anh A, chị C, anh này anh tu tốt quá mà mình tu không bằng, thôi thì mình cố gắng mình tu sao cho bằng ta. Như vậy thì mình mới đi đúng lời thầy dạy. Thầy nói nè, trao thân phận gạn danh hiếu để gỡ mặt thầy nơi chốn mây gồng. Chúng ta nói chúng ta là cư sĩ, chúng ta là tu sĩ, chúng ta là tôn giáo, mà nghĩa là chúng ta không có hòa hảo. Bởi vì hòa hảo là tốt đẹp vui tư, mà thầy nói khắp thế giới liên dây hòa hảo, đâu có phải riêng một đất nước Việt Nam. Thì thầy nói một câu thôi, nói cho ở đây ở bên cư sĩ hòa hảo rất là nhiều. Ngài nói là nghĩa là chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ vất lần về ngôi, hay Long Hoa hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân, lôi âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn với lặng là cơn hiểm nghèo. Nghĩa là loạn là loạn đời, loạn đạo, loạn pháp. Bây giờ vô hàng chỉ tỷ hàng triệu, người này như vậy người kia khác, chúng ta không nói chuyện đúng sai, mà chúng ta hãy kiểm nghiệm cái việc làm của người sai để mình làm đúng, đó là chánh đạo. Còn ngài nói cả kêu lớn nhỏ quầy về, trên quà dưới thận chớ lìa chớ phân. Như vậy thì ở đâu là quầy về? Đất nước Việt Nam mình có chỗ nào đâu về?
mà nói về người hải ngoại bên kia kìa. Thành ra đó, bên gì thầy nói là âm dương cách trở xa xôi, nhắn cùng bổn đạo chớ nguôi tất lòng. Nghĩa là giàu cho xa cách sở tề, hiền lương đến hội cũng kề bên nhau. Nếu người hiền chúng ta gặp nhau trên một giai đoạn. Mình coi phim đi, cái thằng là kép chánh, thằng hiền nó đi thơ dơ sững dững, nó sẽ gặp người hiền. Đó, còn thằng ác nó cũng gặp người ác, nên thiện báo thiện, ác báo ác. Chúng ta đứng ở một cái góc độ này, tại sao và bên tắc lưu túp cô ba là tính không nói nữa. Không nói là có 500 đô hằng tháng là ông sư ông cặp cho cô. Chứ không phải là người khác. Nhưng mà ông trợ duyên ông nói cô á, không phải là cô nói mà không hay, nhưng mà sư muốn cô ẩn để không ai dòm ngó. Cô tiếp sư một tay về con đường đạo đức sắp tới, sắp xếp cho những nơi thờ tự xây dựng, rồi để cho chúng sanh bái sám công phu hành thiện. Người ta nói cô ba tham, cô ba không có màng. Bây giờ cô ba tham mà cắt cái nhà để cô ba kinh doanh cho con thì cô ba tham, cô ba cắt am cốc tùm lum tá la, cô ba để lại đời sau thì chỉ có người tu ở thôi. Tiền bá gia bá tánh cô nhận được, cô xây dựng chỗ nơi tu hành cho mọi người. Cô đâu có để làm của riêng, sắm ruộng, sắm trâu, sắm nhà, sắm cửa cho con cái đâu. Nên người trí biết mình đúng sai, chứ đừng để cho người ta biết mình. Như vậy thì cái hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức phải mới vào chân Chúa. Trước hết ta có nè, có trí nè, con người thông minh như Tấn Dũng trong lưu túp, nó hiểu được thì nó biết nó phải làm như thế nào. Rồi phải có trí rồi mới có tài. Không có trí không bao giờ có tài được hết á. Có tài rồi phải có tâm. Cái người có trí có tài không có tâm trở thành nghĩa là gian xảo, rồi biệt bợm đủ thứ, bậy bạ đủ thứ hết. Nhưng có tâm anh sẽ không làm bậy, vì làm sai anh biết anh đứng chỗ nào rồi. Có tâm rồi phải có đức. Cái chữ đức này đa số trong cộng đồng mạng làm tưởng đâu mình đi chùa cúng lại là đức, và không. Chữ đức là phải giữ lòng thanh tịnh. Trước hết mình làm về có tài trí để làm, có tiền, có bạc, có công ty, xí nghiệp, có nhà lớn, nhà to, có xe hơi, nhà lầu, có con, có vợ, nuôi nắng cho con cái, đào tạo nó nên người, đó là cái đạo nhân. Nên gọi là đạo tứ ân. Nên xong rồi chúng ta phải giữ lòng thanh tịnh. Bởi vì có cái thanh tịnh chúng ta mới cứu ta được. Thanh tịnh đi vào thiền, chứ không phải là nói đi thiền rồi ngồi nhăn nhăn nhéo nhéo như con khỉ. Ngồi tới chai đít nó chỉ nhăn nhăn nhéo nhéo, nó ăn một số trái cây lông lá mặt rùm lum. Cô nói cái câu, ông là Đức Khổng Phu Tử có nói tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử thức, tố nguyệt giả do tha. Con người mình muốn thành tiên Phật cũng là con người mình, mà muốn mang long đội sừng cũng là con người mình, chính bản thân mình có. Còn cái cô trả lời gút lễ cho công việc là nó mau gọn, để nói nhiều quá nó cũng hơi, nhưng mà nói không nhiều không hết ít. Bây giờ tại sao hồi trước á ít có ông lên bà xuống cái từ, mà bây giờ lại gấp lại nhiều, vì kỳ xã tội nay còn một lúc dân gắn tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cớ làm ngơ. Bây giờ cái nghiệp của mình ở trong tiền kiếp quá khứ, con người nói vào một cái trí ức. Trí ức giống như tôi, Tấn Dũng và các quý vị gặp nhau, có cái sự giao cảm nhau, gọi là thần giao kết cảm. Cái thức này thứ sáu nè. Cái thức thứ sáu gọi là cái thức tâm linh, tức là nhận với nhau, biết với nhau. Chúng ta sao thấy người đó, nó trời thấy người đó, với hay nhỏ đó thấy mến quá, gặp nó thương quá. Giống như chỗ mình đạo bên bà Út đi, bà cúng lại bà tu vậy đó, như bà gặp đứa bà nói trời thấy thương, bà tận tình hết lòng, bà dẫn người này dẫn người kia. Có người lại ở vậy, sống cho bà không nổi là biết gì không, làm tào lao bắt xế gì, bà tu tập kỹ rồi. Rồi kể là bà thấy gì cái bà nói thôi, làm biếng làm nhát không có được, thành ra người ta mất lòng. Mà thật sự đó, nếu theo bà mà tu theo bà là đắc đó. Tại vì sao vừa rồi nó không có phải phe, giống như tôi thấy bà nữ qua về, bà nói trong cái cốt thôi, bà nói là năm nay á bà núi cấm nói với bà già bà tánh là tới cái ngày cận Tết 23 đó là thắp 17 ngọn đèn, rồi là giải 12 vị sứ quân. Mà câu này hồi đó tới giờ tôi cũng không nghe ai dạy, mà đây nằm chim bao. Mà cái mà quý vị thấy là đầu tiên để cho người ta biết là màu nhiệm thật đó, thì 12 vị thứ sứ quân là bây giờ ai mà là tu đúng tu tốt á, mà muốn cầu về Tây Phương là phải xả xác trong cái thời này. Bởi vì bỏ cái xác thế gian mới trở về cái cõi thanh tịnh tiên Phật được. Mà muốn trụ thế thì xin ở trên á, nghĩa là cha mẹ thượng thiên, còn thầy tổ, Nam Tàu Bắc Đẩu các vị chứng minh cho con những công đức con tạo được đã quy vị viên mãn. Nhưng con xin trụ thế một thời gian đổi cái nghiệp.
bất thiện thành một cái nghiệp thiện, cho con có một bếp cơm gia đình hạnh phúc. Thì lại 36 lại, mỗi lại bốn hướng hết, bốn lại, để mình đổi cái nghiệp bất lành thành ra một cái nghiệp lành. Có vợ chồng yêu thương, có xe đều là nghiệp hết á, nghiệp thiện. Bây giờ có cái hai vị đó đến cái hỏi tôi tu như tôi, ăn đã xin đã thì cho cái quà tới á, là mình chưa có phát là lại là xin ngự gốc gốc, nó chạy bên nhà bạn chạy qua lục sục cái cho một đứa 200 cho một phần quà cho đã ra anh sĩ nè. Nó lợi dụng thiên hạ của cải, bây giờ ở nhà cao tầng lớn, tu như tôi trắng tay đi vòng vòng, nó nói vậy thảy thuộc báo gạo với suất trả 200 ngàn cho tao, tao không có lấy gì tao nuôi, mà hết gạo thì qua xin cô mà nguyên một cái đám báo đời. Mà nếu rồi nó còn nói cô bị hư thận sắp chết rồi nữa đó, mà tàn là cái đám báo đời, cái đám ăn bậy lấy bạ quá trời nhiều luôn á, ăn bậy là nói bậy đó. Rồi cặp kè, rồi nói đúng nào là bê đê bóng càng gì từ lưa, cô không nói hết, nhưng mà cô nói để cho nó biết. Bây giờ cô không nói, bây giờ tại sao mà nam nữ rất là nhiều xuống đây. Khi đó cô gặp ông Thái Thượng Lão Quân xuống, thì cô nằm mơ cô nói trời, ông cho xuống giờ bây giờ sao vậy? Ông nói bây giờ bà núi cấm nghĩ coi, nếu mình gãi linh căn xuống là bây giờ nói cái này là tại sao lên xuống nhiều nè. Mà ông nói chuyến này lãnh lệnh của mẫu gãi tới 4.800 vị, nhưng mà nếu mà gãi nam nữ, bây giờ hồi trước thì nam gãi nam, nữ gãi nữ. Mà cái năm ông nói từ 2012 chứ không phải bây giờ, 2012 mà gãi nam nữ tùm lum là không kịp nữa, nên nam ông gãi cho nữ mà nữ gãi cho nam, thành ra bây giờ cái hệ nào mà khi dúng căn em có vợ, bởi vì nói đừng bao giờ là có vợ, đừng có mộng là nguyên căn căn xuống, mình hãy tu tịnh lấy mình đó, mình kìm mình, nếu căn mà xuống rồi là trai thành gái thành trai, giống như Dương Cầm thấy ở mình đó, không có vợ có con, hai ba đứa ba bốn đứa bỏ vợ bỏ con, cặp tàn là cái giới, rồi đàn bà hớt tóc làm đừng ông tới còn thì là cái này không phải tà, mà thấy ông Thái Thượng Lão Quân với ông Thái Ất, ông nói như vậy đó, ông nói gãi nó đẻ con rồi nó đưa đi học rồi nó nằm kia nọ, tới cái công việc làm việc cho cái hội Long Hoa không được, nên em thấy mấy đứa hai thị tào tào vậy chứ nó giàu lắm, vì nó bên cõi trời bên Trung Phước, ăn nào không biết bóng BD mà nó làm đẹp này kia nọ, dứt khoát đó nó giàu chứ nó không có nghèo như bên cư sĩ của mình. Thành ra ông nói vậy, cái ông nói trời sao gãi vậy, rồi sao có chồng có vợ tiệt tự không có con cái vậy? Nó đời giờ là không còn kịp nữa, bà núi cấm mà nương theo trước là không có kịp, nên cái này là gọi là thiên căn có nè, rồi địa căn có nè, rồi nhân căn có, nên hồi trước tới giờ từ 2012 tới giờ là ông ứng bà nhập rất nhiều, nhưng mà ông cũng có kể nói bà núi cấm biết không, nếu người nào biết tu rồi kinh kệ am hiểu nhiều kiếp đã thâm thấu về đạo lý thì cấp đó nó không phải là nó trở lại một cái tánh xưa của mình đó, thì nó không còn ông lên bà xuống, mà nó là một điểm linh quan. Chứ điển ông cũng không chịu nữa. Ông nói con người mình có sẵn, nó không có đâu xuống hết, mà dinh chính do con người mình nó được phát sanh trí tuệ, nó sáng suốt, nên gọi là điểm linh quan trong cái thức A Lợi của mình được phát. Đó, còn đó là người tu thiền. Còn người mà đi lâm bông mà không có tu thiền thì cái căn nó xuống. Nó gọi là điển linh quan, nó là một ánh sáng, một cái khí tối, nên ông nói nè, một là quả khí nè, quả nghiệp của mình á, quả bất lành chưa trả gây thêm, một ngày 50 tuổi mình mới giác ngộ, có 1 năm 2 năm trai tương mình muốn cầu cho được được gì đâu, mấy mươi năm trong một ngày 12 tiếng đồng hồ, trong đó là 10 tiếng đồng hồ mình làm chuyện đời, rồi có 1 tiếng đồng hồ thu thanh thịnh còn chưa được tỉnh nữa. Như vậy thì ông nói là tới cái thời kỳ này là con người phải xuống 3 cái bóng. Đó là ông nói thật nha. Thì từ tôi, cô là có ông thầy dạy thiệt, cô gặp từ năm 1974 một người phụ nữ đồng quê sông nước, chữ không biết một chữ, cô uống hết quyển giáo lý, rồi cô đắp trên đầu tới 6 tháng không có biết một chữ nhất một. Cái mình tự nghĩ, ủa bà Chính Thu bà chơi lãng mình, bà nói mình uống này hết mình biết chữ, nhưng 6 tháng rồi một chữ, nhìn không biết, nó biết mình không biết chữ. Cái thì cái mình suy nghĩ, mình nói ủa mình muốn biết chữ phải đi học chứ. Thì đi qua năm 1968, cán bộ nông thôn, anh Quang, ảnh về, ảnh dạy ở Ba Bần đó, qua trường học. Thì dạy cô học có 7 chữ, 7 bữa thôi. Thì cô có ai dạy đâu, gia đình nghèo đi làm bình. Năm ấy thì cô chữ A chấm dấu, chữ A chấm dấu, cô đo lại, lấy cái cuốn giảng ra. Cô đo lại cái chữ nào giống chữ đó, cô biết chữ A, cô gáp rồi. Thì có 7 ngày là cô đọc, mà lần đầu tiên cô ngộ pháp.
mà cô nói giảng cô đâu có biết đạo, mà hồi đó giảng giáo lý nó rất là hiếm, 29, 30, 14 gầm mới có thôi, mới nghe thôi. Thì cô là có cậu Năm Hiền ở đó, cậu đi học mà Long Xuyên, cậu mướn nào là thằng Điêu Đại Hiệp nè, Nam Bắc Môn, Cung Đàn Ma về cô tập cô coi. Rồi cái tới cuối cùng cô coi được quyển Tây Du Ký. Ngay cái quyển về Tây Du Ký là cô không dám nói cô đắc đạo, chứ ngày đó cô đã mở trí tuệ ba la mật, cô đã ngộ rồi. Cô nói hàng triệu người nghe chứ không phải. Hồi đó khách đông của cô là lợi tới ngồi cái nhà sập luôn mà không thâu quay thôi. Muốn hỏi cái gì cô trả lời được hết. Nếu mà như bây giờ cô sẽ là thần đồng rồi đó. Yeah. Nhưng mà hồi đó cô đâu có biết, nên văn thơ và thi hào cô có năm cô 13 tuổi. Chứ không phải tới bây giờ cô mới có, nên cô đâu có dạng lên xuống đâu. Con thấy đi, cô nói rất là bàng hoàng mà con muốn tắt ý cô. Cái vị gì đó bây giờ trước khi nói nữa cái ông cái điển này, mấy con muốn cô tắt ý vậy nào? Cô tắt ý cho văn chương tắt ý là gì? Thầy là nghĩa là văn tuyệt vời, giờ tứ tiệc ngũ ngôn là bát cú đủ hết. Nên khi người nào đắc vào thinh văn thì cái lợi và hành văn nó giống vậy đó. Còn cậu hai á, thì lại lo thượng lục hạ bát, cái lại văn giải. Nói không sâu nhưng mà nó rất là ok, nó rất là khớp, nói đâu tới đó. Thì đó là cái lại văn suông. Còn ông ba là ông nói theo lại văn trắc. Như vậy thì mình ngộ chứng ba la mật, tức là chứng được cái suối nguồn của Phật Pháp. Nói một triệu lại hành văn còn nói được. Bây giờ muốn cô ca, muốn cô hát bội, muốn làm gì cũng được. Bởi vì một nghệ sĩ đó ưu tú rồi thì bây giờ anh ca diễn 3 năm 6 bắc anh làm được hết. Mình chỉ nghe một cái đoạn nhạc đó, đặng cái đờn đó là mình biết mình ca nó khớp rồi. Như vậy thì một số người nói cô qua lên xuống hay xưng đức thầy, xưng cậu này kia sai. Cô nói tắc ý. Được cái ánh sáng của vị đó đưa vào trí tuệ của cô nói ra. Còn hết rồi, tôi vẫn là tôi của thở nào của trời, cho chăn nước của mây sao. Cô quản lý tới có người ép nói chuyện quá, cô nói nè, tôi là quản lý cũng như ai, cũng đi cũng đứng cũng ăn xài cũng đời cũng đạo như người thế, chắc được gì hơn phải ép hoài. Thích nói không thích thôi, không ai ép tôi được. Thế bây giờ nãy giờ thì cô ba đã giải rồi, bây giờ cô ba tắc ý, bây giờ mình ứng thơ về cái đề mà nãy giờ con hỏi đó cô ba, nguyên nhân vì sao mà bây giờ là những cái vong linh này kia là cô nói là động linh lên đó. Từ cái cõi âm nữa là từ quần súc sanh là ngu đầu mã diện, các cái vong giết người uống rượu say xưa. Rồi á, là làm gì cũng bây giờ trả lại đó là gọi là quả khí. Quả khí mà cái người này với người này mà nghiệp khí là sao, nó thấy lạ quá người đó. Đi cho thấy cái vị đó hành đạo thấy thương quá, cái đem về nhà nuôi. Nuôi đã cái cho tiền cho bạc, cái đã ra nó chửi lại trừ, trả hết nợ nó đi rồi nó phải nói lại cho mình hận. Tức là nghiệp khí. Còn cái người đó mình lạ quá mình không biết gì, như gửi riêng nó. Tặng cho cô 300, 100 đô, tặng nó 100 đô cũng là gì? Ân khí. Bởi vì có tình thương phải ăn nghĩa không, là ân khí. Còn đến một cái mình thanh tịnh hết rồi tắc ý như cô qua là thanh khí, nó là luồng thanh điển kiếm nhanh như chớp, chuyển căn tiền nhắc lớp người xưa, Phật tiên vận chuyển lọc lừa kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Nghĩa là trở về, đưa trở về nguồn cội căn gốc từ là tiên đạo, Phật đạo, thánh đạo, rồi Atula ngạ quỷ súc sanh cò mó gì đủ thứ hết, nhìn con người là biết liền đó. Chỉ người trí biết trí, không giống như là tử nhà mới biết là tử kỳ mới biết bá nhà đờn một khúc nhạc gì. Con người bây giờ am hiểu giống như cô qua một nói vào trên YouTube này 1000 người nghe đi, mà yêu cầu có 3 người hiểu cô qua là đủ rồi. Vì nó cũng đầy đủ lắm rồi. Giống có người nói bình luận đấy, cô bà nói xàm, người có người chữ này kia nọ như năm mật binh, nói sao cô thôi ít lên YouTube để nó nói xàm cái chuyện. Cái nghiệp của cô cộng với người đó, người ta chửi cô đó là phước, mà cô thấy cô bình đẳng, cô là chứng đạo, mà cô thấy sân si, cô là gớt đạo. Đúng không? Thử thách thì cô bà ha. Nó thử thách bởi vì cái nhiều thử thách đang dây con đó. Cô nói là vậy, chớ nản lòng công khó tiêu tan, việc gì là ở trần gian là điều quyến hoặc, chớ mang trong lòng. Mình mang nó làm gì, sách nó làm gì, cái tu á nó dễ lắm, mình ăn chay tương đó là tướng thôi, ép vào khuôn khổ người hiền thôi. Mà ngộ cái lý bát nhã mới là tuyệt vời, tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn. Sáng trong ngần đâu bận mấy trần, lào lào một ánh thiên chân, đó là tự tánh rồi. Bao giờ gồm chủ trụ đâu phân thánh phàm, trong đó không có phàm thánh, mà chúng ta là Như Lai. Chúng ta dám nói khẳng là Như Lai. Còn quý vị muốn biết mình chứng đạo hay không, đắc đạo không đó, tôi nói đó. Như mấy em nè thấy rõ ràng. Bây giờ mình cầu cái gì của mình không có được,
mình cầu gì không được, mình cầu mình còn tham, đem dĩa trái cây mình cầu được bình an, hay mình khổ quá mình cầu trời Phật thần thánh độ cho mình, rồi mình nguyện mình hết khổ mình tu, cái chuyện đó còn sai nữa. Bởi vì tu là giác ngộ mình nhờ, còn mình cầu là trước hết là cầu cho thân tâm an lạc, trí huệ mở mang, tâm linh sáng suốt, đi đúng nơi, nhận đúng người, làm đúng việc. Thì ở trên người xin ơn trên ban phước lành cho con, trong phước có nhà cửa vợ con, có những cái mà quý báu nhất mà người không có mình có, rồi có đem cái dĩa trái cây, cái nghèo quá hồi trước giàu lo ăn chơi sai xí đủ thứ, và bây giờ nghèo cái đem dĩa trái cây, cái bó bông, cái cúng, rồi cầu đủ thứ hết. Rồi nói sao không được, cái có người cô ba dạy cúng vậy, nói trời con cầu, cô ba nói con cầu tới 9 bữa rồi mà con bán không được miếng đất. Trời ơi, nói vậy sao nói được, để gì biết rồi, cô không muốn bắt điện thoại nữa. Bây giờ mình cầu đó là gì, cầu cho nè, cho con giảm bớt tội căn nè, tiêu tan chứng nghiệp, đi đến nơi được gặp người trí thức và dẫn dắt cho con tu hành tới thành đạo, và là được chứng là hỏa ba la mật trọn vẹn để đi dự hội Long Hoa, cùng được gặp Đương Lai Di Lặc Tôn, Di Lặc hay hoặc là thầy con hay hoặc là các vị nào đó mình thích. Bởi vì Phật ông Di Lặc với Đức Thầy chưa phải thức hết, nhưng mới mấy bữa rài thôi. Tới gia đình nó có một cái chỗ là không, một số người lại có cái bà này ở ngoài miền Bắc, ở đâu Phú Yên rồi vô, cái bà nói ủa sao anh Tư lại thờ cái anh này trẻ và đẹp trai, thờ cô ba lại thờ anh này, anh làm gì mà cô ba thờ vậy? Cái mấy vị ở trong đó nói bà vô duyên, bà này nói chuyện không có gì, bà đừng có tiếp bà nghe. Tôi hỏi ủa bà nói cái gì vậy Út, với mấy em chị đó nói cái gì, cô mắc tiếp khách, nói là Đức Thầy vậy đó mà đi vô kêu anh Tư, rồi hỏi anh này làm gì mà được thờ đó. Tôi nói quý vị nên thầy hiểu một số. Bởi vì thầy của mình, bà này ở miền Bắc vô, có đôi khi bà gặp ổng á. Thầy nói là đi dạo chân đất Bắc mà duyên là duyên lành gõ được, hùng điên chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, hay chở chân trong giấc mộng qua, tựa mình cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô hình, nếu ai lòng tưởng sân trình đáo lai, ngài có thể thị hiện đủ hết duyên, ngài đắc quả mà đó. Rồi có người đến nói trời đi theo cô ba đi kiếm vàng kiếm đồ, nó còn bậy nữa, mình tu tới hội Long Hoa thầy chỉ đá quá vàng mình tu đi, mình chỉ cục đá thành cục vàng, phước mình tới mình không nhận nữa, bước mà không tới mình có cầu có được không, vàng của ông Phật để dễ thì mình đâu có người nghèo đâu, sớm nhà nguyên cái núi vàng người đẻ ông cục đã giàu hết rồi. Nên người ta nói cơ qua giải lý mà không hiểu, cô nói á chừng nào bảy núi quá già quá lầu thì trong cấp nước đâu đâu phục tùng, quá lầu là chữ quá là hiện, giống như các nhà cửa đền chung đủ thứ hết rồi, các nước nghĩa là trong cái hội á, là liên bang người ta đến ta phục tùng, ở đây mình có Phật thánh tiên, có vị Phật sống ra đời truyền đạo hơn là 2,000+ năm của Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, hơn gần 1,000,000 năm, gần mấy ngàn năm của Đức A Di Đà và những vị giáo tổ. Bây giờ vắng hết rồi, bây giờ mình có một vị Phật sống, cái người mới, việc mới, nó là hay hơn. Như vậy thì chúng ta nhắc là để tôn trọng người xưa, chứ thành Phật đâu, chúng ta đâu có phải như vậy. Cô Qua Lý làm Đức Thầy, chuyện đó, cái chuyện người nghe không biết được cái gì hết. Cô Qua Lý tôn trọng thầy của Qua Lý, được như thế này là nhờ ông thầy giáo dạy chỉ phiên, có một câu của bài của Cò Tà Hảo thôi mà cô chứng ngộ. Ông nói nè, dứt ngũ quẩn diệt lòng tham ái, cội sân si đâu phải tảo trừ, trở về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh, rồi đem công hồi hướng pháp lành. Như vậy thì cô nói nhiều quá, đi quay lưu tấp rồi lại này kia, nếu không quay thì tất cả mọi người dân nông thôn, dân ở nhà quê, dân nước ngoài, họ nhớ quê hương không có một cái tiếng nói gọi là quốc hồn của những người nghĩa là dùng đất mẹ, dùng yêu thương, thì làm sao có những giống như Tướng Dũng thấy, giống kỳ 2 năm gửi dịch đó, Tướng Dũng đưa gần 4,000 xuất quà mà riêng cô thôi, còn chỗ khác thì người ta để làm gì, đó là cũng cân đo thử thách, đưa cho người quốc ngoại thấy người ở quê hương Việt Nam mình có những sự yêu thương rồi chia sẻ, để là đó là chờ con đầy đủ đức đứng nhân đó ra tay tế độ dắt lần về ngôi, thì thầy sẽ đưa vị đó về một cái tâm linh quý báu và hiểu biết, rồi họ tự có cơ hội họ về, họ có thể thác bệnh cô na và thác những cái cân bệnh tới nè. Bây giờ đổi cái chiến tranh súng đạn, phải đổi chiến tranh dịch bằng thời tiết. Như Tướng Dũng thấy thời tiết mưa gió thì nói cởi từ đây mưa gió bất thường, nó phong hòa vũ không thuận. Như vậy thì ở đâu chết thì chết, đâu sống sống chết, bây giờ đâu có phải sống hết mà chết hết đâu. Nếu chúng ta muốn có một cái duyên linh đơn diệu dược, tuyệt đối cô ba dám nói là không chết, sống được dữ Long Hoa. Cái linh đơn là cái gì đố quý vị đó? Cô ba chắc phải giải cho bà con mình nghe. Tu theo thầy lâu quá rồi, linh đơn thầy nói gì
lòng bình đẳng, không có dị giới, nghĩa là linh đơn là trên mình, trên là thượng là Nam Mô nè, A Di nè, chạy xuống nè, cúi tay chắp vào ngực. Chúng ta đi cái đạo trung đẳng, thấy sự bình thường, chúng ta không thấy ta thấp cũng chẳng thấy ta cao, lòng bình đẳng là tánh Như Lai, cái tâm không suy nghĩ nhiều, không lo lắng nhiều, luôn luôn thanh tịnh, giữ lại nghĩa là tám món báo trong bản thân, tức là giữ được ngọc báo quý ẩn trong năm đỉnh, nghĩa là nên cái nghĩa cái là duyên ngọc sáng này đó là đối với ngọc xá lợi của các chư Phật chư Thánh Tăng, thì chúng ta cũng có ngọc. Bởi vì các chúng sanh đều cũng như ta, bị vô minh vọng tưởng ngoài tà nên lăn lộn, ta bà cõi khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, mà tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, duyên ngọc này mình nóng lụm, yeah. Đi nấu tối ngày đi, là lên cái căn ông này chơi ông kia, bà này chơi bà nọ, ai cũng là tốt hết, nhưng họ tốt với cái của họ, yeah. Còn họ xấu với cái họ làm, chưa đúng đến nơi đến chỗ. Nếu mình là người bạn, nếu mình là người tâm linh phải trợ duyên, mình phải gần gũi và nhắc nhở, nếu nhắc nhở được thì nhắc nhở không được thì thôi. Nhân phi hiền bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Nghĩa là ông Thánh ông dạy mình đủ thứ, mà tại vì mình không học, không nghe, không biết, không hiểu. Cái cô ba cần nói là nghe, biết, hiểu là đi dự hội Long Hoa. Có ba cái tay mà cô còn nói hoài với mấy em này mới hỏi sáng. Một là Tây An, hai là Tây Ninh, ba là Tây Phương. Vậy thì quý vị muốn đi cái tay nào? Quý vị đi Tây An là đi theo thầy. Gọi là thầy nói nè, ta là băng tâm ngũ ứng thừa nhàn, theo đời nghiên bút mới lựng bàn tục tiên, rõ không? Ta là cứ điền cô ba mở ruộng tùm lum ta la, nói tham cô ba có ăn miếng ruộng nào đâu, mở cái khách sạn tâm linh tháng nào cũng lỗ đó. Như vậy thì lo nghề cài cuốc cũng kiên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, có ra không? Ông chỉ cái ngọc báo quý ẩn trong năm đỉnh đó. Nó mà không ai được, đó là giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm phía thăng tí còn tốt, tâm lìa cõi mê, gắn công gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện, phải dắt về Tây Phương không? Bây giờ một là đi Tây Phương á, là đến bây giờ đúc đủ duyên xả tội rồi, thì bi trên á, là bây giờ anh hết cái nghiệp của thế gian rồi, anh làm phước đủ rồi, nghĩa là thì ở trên rút cho anh đột quỵ, hay là có cái ông này mới vừa hôm kia có đứa cháu lên hỏi ông chuyên môn đi khiếp nam nấu cơm từ thiện, cái ông đi tối giờ ông chạy chiếc xe máy, ông đi đái, ông ngồi ông đi tiểu, Tết này ông đi tiểu ở đường lộ là hai dây rượu say đụng ông cái chết queo, là ông không có gia đình thân nhân rồi, bên đề giáo hội bên Hòa Hảo người ta mới chôn. Ta hỏi cô tại sao vậy? Vì ông này á, ông xuống ông thiếu nợ ông trả. Mà nếu ông chết đau ai nuôi ổng? Vì ổng có mình ơn, thành ra xe đụng, cái thằng xe đụng này nó phải lo hòm gương cho ổng, thế gian này ổng thiếu. Khi ổng làm xong rồi ổng trở về Tây Phương, kiếm người tâm đạo với là lương thiện nè, cái người là lương thiện thiệt mới dắt về Tây Phương thì ổng được giảng sanh. Đó thì cô nói cái Tây Phương mà quý vị đủ phước thì quý vị sẽ về Tây Phương. Giống như bây giờ mấy nghị làm phước nhiều, giống như ông Út Lù, ông cắt nhà tình nghĩa ông nhiều, cô á không nói cô huệ nhưng cô thấy, cô nói thấy ông đủ phước rồi, cô nói chú Út ơi dừng lại đi, vậy đủ rồi, chú tu bình thường đi, chứ nếu chú tu mà gút quá đủ phước chú về có ba cái tay để đi Tây Phương là chú sẽ bỏ xác. Đừ, cô ông ơ lên bờ xuống nó bay tùm bạ không, làm phước nhiều thì tốt chứ nó lên bây giờ không bỏ xác là phàm lấy gì chú lên Tây Phương được. Nói vậy thì ông về ông đau ông đột quỵ nằm một tháng rưỡi, ông nói ông mới chỉ cái tay ông kêu lên cô qua lý á. Hỏi coi ổng chừng nào ra đi, vì ổng muốn ra đi chứ nằm một chỗ nó khó khăn. Đó, cái người tu cũng sợ chết. Rồi đó về á, đặt bàn cầu nguyện đó là ba đêm, thì mới có một đêm thì ổng ra đi rồi. Ra đi nhẹ nhàng quá. Ra đi nhẹ nhàng. Bởi vì cái này được rước về Tây Phương. Đó, phải giải cái này đó là cho mấy em mà nghe được cô lưu tích cô ba, mà cái ông mà làm từ thiện đã rồi có mụn mình ên. Tới cuối cùng ổng đi tiểu ở trong cái đường lộ rồi nó chạy cái nó đụng ổng chết luôn. Trời ơi. Ta cũng bức ức, người ta tức, người ta nói ổng làm thiện mà gặp vậy, vì ổng xuống ổng trả nợ. Không? Còn con có cái chuyện này cô phải nói, con có đứa nó phá của, nó chơi nào là xì ké ma tí hút sách đủ thứ, và bà mẹ bà có tiện như bà móc 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 đưa nó, móc đưa nó, còn cái có đây nè, có nhiều người lại hỏi con, nói con lo cho mẹ dữ dằn lắm, mà có cái thằng Út nó quậy dữ đó bà lo. Cô nói câu dễ ợt à, cái thằng đó bà thiếu nợ, còn con thiếu nợ bà. Như vậy con trả mà con nhằn là nó lọc hết. Thì tự nhiên cái quay nó hôm qua là chứng là không có dương cầm thôi, có duyên hỏi thôi. Cái đoàn là uống rượu xì ke ma tí 5-6 người, cô về cô kêu cúng lại cúng nguyện thôi. Cô đưa một sắp giấy tiền vàng bạc lại lấy cái tướng để cho người ta tin, lên cúng có 50.000 mua 20.000 bạc bánh 70. Cúng cầu nguyện
là về bỏ hết, bây giờ có vợ có con mà ăn đêm hôm qua là lên ba hai mươi mấy người, con thấy không? Cô bỏ con cái bọc cúng có 50.000 đi lên cúng lên đây thành tâm. Tại sao? Vì cái người phá đó là chiến sĩ bên dông gia bậy bạ, nó thấy cái nghiệp giống như bây giờ anh thấy hai người uống rượu anh em nhau vui lắm, nhưng mà cái dông nó chết trôi chết nổi, tại vì cô thấy mấy quý vị cũng thấy nó ngồi sù sụ ấy, nó thèm á, cái nó vô cái nó nhập cho em ăn uống. Có như cái bữa đó cái thằng mà nó uống rượu mà nó trị bệnh, nó uống 12 lít một ngày nó trị bệnh người ta đó, xuống đây cô cho uống 12 ve nước một ngày, thằng Nguyễn Chảy đó. Bây giờ là y là tiền kiếp xưa trở lại thì y là Nguyễn Chánh đó, nhưng mà y cái lên cái y nói y Nguyễn Kim bị cộng đồng mạng người ta nói, nhưng mà y là Nguyễn Chánh thiệt, người thay thế cho Nguyễn Trung Trực chết. Ông Nguyễn Trung Trực ông đi về Tà Lơn ông tu, người chết bị chặt đầu là Nguyễn Chánh chứ không phải là Nguyễn Trung Trực.